Rồi, hello chào anh em ha. Lại là mình đây. Thì hôm nay một ngày khá là đẹp trời. Mình cũng đã hoàn thiện xong một con xe mạc Maybach ha. Thì làm những gì? Thì con xe này đó là đổi màu, nội thất. Đó, may ghế, lót sàn. Nói chung là làm hết nội thất luôn. Rồi đi theo chúng mình sẽ giới thiệu những cái phần nào mình làm ha. Rồi, đi. Đây mình cũng giới thiệu luôn là da này là da tấp 3 ha. Hoàn toàn là mình may theo cái form zin của ghế, rất là đẹp. Rồi đây là mình đã làm tổng quan sạch sẽ hết rồi, anh em cứ xem chi tiết đường may ha. Mình làm cái xe này thì rất là chỉnh chu, với lại tay nghề anh em á, mình cũng lựa ra một đội thợ rất là lành nghề để phục vụ cho cái con xe này ha. Tại vì chủ xe này cũng rất là kỹ tính, cho nên mình cố gắng hết sức. Nói chung là như zin, quá đẹp, tuyệt vời. Rồi anh em nào thấy hay, có nhu cầu ha, đổi màu nội thất hay là hoặc thay áo ghế, may ghế, lót sàn, nói chung là làm full nội thất ha, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đến Hoàng Kim Ô Tô. Rồi anh em nào thấy hay thì cứ cho mình một like và một tim ha. Rồi anh em nào có thắc mắc gì đó thì cứ bình luận xuống dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Rồi chào anh em.